người đầu độc bữa ăn bán trú của 400 học sinh bị khởi tố. Báo Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn là số 1 khu vực. G-Dragon lên tiếng phủ nhận mình không sử dụng ma túy. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Người đầu độc bữa ăn bán trú của 400 học sinh bị khởi tố. Bà Hà Thị Thi khai không được giao phụ trách bếp ăn bán trú sau khi chồng rời chức hiệu trưởng nên cho thuốc trừ sâu vào chậu su su luộc phục vụ 400 học sinh. Ngày 26 tháng 10, Công an tỉnh Sơn La cho biết cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh đã khởi tố bà Thi, 39 tuổi, về tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự. Bà Thi nhân viên hợp đồng của Trường Trung học Phổ thông Chu Văn Thịnh, xã Triềng Ban, huyện Mai Sơn, được giao phụ trách bếp ăn bán trú của trường và lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm. Khi chồng không làm hiệu trưởng của trường, bà Thi không được giao làm bếp ăn. Nhà trường cũng không nhập thực phẩm từ đơn vị cung cấp cũ. Theo cơ quan điều tra, bà Thi bất mãn, nảy sinh ý định trả thù. Bà âm mưu cho thuốc trừ sâu, thuốc diệt rán, kiến vào thức ăn của học sinh để làm các em ngộ độc, buộc nhà trường thay đơn vị cung cấp thực phẩm. 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9, bà lẻn vào nhà bếp, trộn thuốc trừ sâu vào số su su luộc vừa vớt ra chậu. Bà Thi sau đó về nhà, bỏ vỏ lọ thuốc trừ sâu vào bếp củi đốt phi tang. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, quản lý nhà bếp phát hiện chậu su su có mùi thuốc trừ sâu nên báo công an. Số thực phẩm này chưa được sử dụng cho 400 học sinh ăn bán trú hôm đó. Hai ngày sau, bà Thi bị tạm giữ. Trường Chu Văn Thịnh là một trong 5 trường trung học phổ thông của huyện Mai Sơn, có khoảng 1.200 học sinh, trong đó 400 em ở bán trú, hơn 200 học sinh nội trú. Báo Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn là số 1 khu vực. Đội tuyển Việt Nam tăng hạng FIFA, tiếp tục bỏ xa các nền bóng đá còn lại tại Đông Nam Á. Điều này khiến cho báo chí khu vực không thể không thừa nhận vị trí của đội tuyển Việt Nam. Tờ Nhật báo hàng đầu Thái Lan là TRATH viết, cho dù đội tuyển Việt Nam thua cả 3 trận trong tháng 10, gồm thua đội tuyển Trung Quốc 0-2 ngày 10 tháng 10, thua Uzbekistan 0-2 ngày 13 tháng 10 và thua Hàn Quốc 0-6 ngày 17 tháng 10, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn tăng hạng. Đội bóng của huấn luyện viên Chu Xie tăng từ hạng 95 lên hạng 94 thế giới, họ vẫn là đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á, tờ TRATH viết thêm. Còn về đội tuyển Thái Lan, tờ TRATH cho biết đội tuyển Thái Lan xếp hạng 112 thế giới và số 2 Đông Nam Á. Đội bóng đất chùa vàng có trận thua Georgia 0-8 và hòa Estonia 1-1. Vị trí số 2 Đông Nam Á vẫn là thứ hạng quen thuộc của Thái Lan như thời gian qua. Trong khi đó, một tờ báo khác của Thái Lan là Siam Sport bình luận về thứ hạng của đội bóng trong tay huấn luyện viên Mano Polking, tỏ ý không đánh giá cao chuyến du đấu tại châu Âu của Thái Lan trong tháng 10. Còn về phía truyền thông Malaysia, họ cũng viết về thứ hạng hiện tại của các đội bóng Đông Nam Á. Trang Vóc Kít của Malaysia cho biết, Malaysia chỉ là đội xếp thứ 3 tại Đông Nam Á. Xếp số 1 là đội tuyển Việt Nam, hạng 94 thế giới, tiếp theo là Thái Lan, hạng 112 thế giới. Thứ hạng FIFA của Malaysia là 137, tụt 3 bậc so với vị trí 134 thế giới hồi tháng trước. Tuy nhiên, điều an ủi với đội tuyển Malaysia của huấn luyện viên Kim Pangon, người Hàn Quốc, là họ đã vượt qua Philippines sau 12 năm. Philippines xếp hạng 138 thế giới, hạng 4 Đông Nam Á, Trang Vóc Kít chia sẻ tiếp. Theo nhận định của trang báo này, Malaysia có thể gia nhập top 130 thế giới nếu thắng Kyrgyzstan và Đài Loan, Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11 tới đây. Thậm chí, sau đó Malaysia còn có thể tăng hạng thêm nữa nhân dịp thi đấu vòng loại World Cup. G-Dragon lên tiếng phủ nhận mình không sử dụng ma túy. Rapper, ca sĩ nhóm Big Bang, G-Dragon phủ nhận thông tin sử dụng ma túy sau khi bị khởi tố vì vi phạm đạo luật dùng chất cấm. Trong tuyên bố được đưa ra thông qua đại diện pháp lý hôm 26 tháng 10, G-Dragon phủ nhận mọi cáo buộc sử dụng ma túy. Văn bản gửi đến truyền thông nhấn mạnh, chào mọi người, tôi là G-Dragon. Trước hết, việc tôi sử dụng ma túy là không đúng sự thật. Ngoài ra, tôi muốn làm rõ rằng tôi không liên quan đến những thông tin vi phạm đạo luật ma túy được các phương tiện truyền thông đưa ra những ngày qua. Tôi biết có nhiều người lo ngại nên tôi sẽ tích cực hợp tác với cuộc điều tra đang được cơ quan chức năng tiến hành. Trước đó, G-Dragon bị cảnh sát khởi tố vì nghi ngờ vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý ma túy. Truyền thông Hàn đưa tin ngày 26 tháng 10, ở vụ án này, ngoài D-Dragon, 9 người khác trong giới giải trí bị nghi sử dụng ma túy, hiện cơ quan chức năng khởi tố 4 người và tiến hành điều tra nội bộ với 5 người. Cảnh sát cũng cho biết vụ việc của G-Dragon không liên quan đến vụ việc của diễn viên Lee Sun-kyun và sẽ được điều tra riêng.
G Dragon sinh năm 1988, là một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Hàn có tầm ảnh hưởng lớn ở châu Á. Sau 6 năm làm thực tập sinh của công ty giải trí IG Entertainment 2001 đến 2006, G Dragon trở thành trưởng nhóm nhạc Big Bang. Anh tham gia sản xuất album, viết và hòa âm một số ca khúc nổi tiếng như Lies, Last Farewell, Haru Haru, Fantastic Baby. Tờ Korea Times gọi G Dragon là ca sĩ, nhạc sĩ thiên tài. Khả năng viết rap cũng đưa anh tới vị trí số 4 trong cuộc bình chọn rapper thần thánh nhất Most Godlike tại Nhật. Ngoài âm nhạc, G Dragon còn được coi là biểu tượng thời trang với phong cách sáng tạo. Anh luôn xuất hiện ở hàng ghế đầu nhiều show thời trang, trong đó có Channel. G Dragon được cho từng hẹn hò với Jennie, Blackpink nhưng đã chia tay năm 2022. Giới giải trí Hàn gần đây với liên tiếp các vụ bê bối của nghệ sĩ khiến khán giả bị khủng hoảng niềm tin. Một số tin đồn lan tràn trên mạng xã hội cho hay các thành viên ban tuyển sinh cũng thường xuyên đến những địa điểm giải trí cao cấp mà Lee Sun Kyun thường lui tới. Đáp trả lại điều này, HIBE, công ty quản lý của ban tuyển sinh, đã đưa ra tuyên bố phủ nhận các cáo buộc, cảnh báo rằng những thông tin sai lệch đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng nhóm nhạc và người tung tin sẽ phải chịu trách nhiệm đến cùng. Tin tức trên đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!